Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người setup bản Vua 3 1.28 của Corea. Mọi người chú ý nhé, bản 127 là của DZ của China, còn bản 128 là bản Korea. Mọi người có thể download bản đấy vào trên vào Discord anh em Vua 3, sau đó là mọi người vào phần đây và đây setup Vua 3 đây. Setup Vua 3 này thì nó có cả bản 1.27 preset này. Thì các bạn xem phần bản 1.28 này, các bạn download cái bản 1.28 này thôi. Sau đó sau khi mà các bạn download được cái bản 1.28 này rồi nhé, thì là mọi người có thể download map 1.28 vào đây. Cái phần map 3.1.28 đây. Đây là những cái map mà dành riêng cho cái bản 1.28. Còn đây là dành riêng những map dành cho bản 1.27. Còn đây là những cái phần dành riêng cho những map 124, 129 và 131 đó. Thì là mình có ghi là chơi trên phiên bản nào đều có đây cả. Thì các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn setup bản 128 đây. Và 128 này thì mọi người đầu tiên là vào phần sau khi mọi người tải về, mọi người sẽ được một cái file này. File này thì mọi người giải lén ra nó sẽ ra cái game này. Cái file này các bạn chưa chạy được đâu nhé, các bạn cũng vứt map vào trong cái thư mục map này. Nhưng khác một điều là các bạn muốn chạy được cái này thì các bạn không vào được trực tiếp, mà các bạn phải download thêm một cái phần mềm nữa là cái này, cái 128 Korea.rat này. Cái file này các bạn định bấm link đây và mã giải lén ở đây. Sau khi mà các bạn download về rồi, các bạn sẽ vào giải lén nó ra, nó sẽ được một cái thư mục như này đó. Sau đó các bạn nhớ là các bạn download xong rồi thì các bạn vào, nó là đây, nó là cái này đó. Bản 127 thì chúng ta dùng một cái thư mục này là để vào đó, thì bản 128 nó lại dùng cái này M16 tool này để vào đó. Và các bạn kéo nó ra ngoài màn hình, các bạn bấm nó lên, các bạn nhớ là chạy dưới quyền admin luôn nhé. Đó, các bạn bấm nó lên xong thì nó như thế này. Và như thế này thì nó là cái thư mục, chỗ này nó sẽ rỗng. Rỗng thì các bạn sẽ chọn cho mình đến cái file này. Đó, các bạn muốn chọn được thì các bạn bấm vào đây cho mình. Bấm vào cái chỗ này, của mình đây nó chọn rồi, bấm phát là nó bay vào luôn. Mọi người bấm vào đây này. Sau đó là mọi người di chuyển cái đường dẫn đến cái thư mục cài đặt game của mình, của các bạn là cái file này zlrader này đó. Các bạn chọn vào đó, các bạn nhớ bấm đây nhá, sau đó nó mở lên một cái cửa sổ, các bạn chọn đúng vào cái file đấy zlrader đó, chọn được vào cái file đấy xong rồi các bạn bấm vào đây, nó sẽ bay ra như này và nó vào thẳng game luôn đó. Sau khi vào game mọi người bấm vào ballet này, nó sẽ vào chỗ này. Vào đây thì các bạn phải đăng ký nick thì các bạn bấm vào cái chữ C này này đó. Sau đó các bạn kéo xuống dưới cùng này, các bạn ấn vào chữ G này, các bạn đăng ký một cái nick cho mình. Đó, phần dưới này là các bạn nhập mật khẩu vào, nhập lại mật khẩu. Sau khi nhập xong các bạn ấn đây, đó, sau khi đăng ký xong các bạn ấn vào đây, bấm vào đây. Chỗ này các bạn sẽ điền cho mình mail. Bấm mail các bạn vào chỗ này. Bên trên, gõ lại bên trên. Đó. Xong bấm đây. Ấn OK. Đó. Như thế là các bạn đã tạo thành công nhưng cái tài khoản này chưa kích hoạt, sau một thời gian nó sẽ xóa. Các bạn muốn tạo hot, đây là những cái mà mọi người đang chơi. Còn các bạn muốn tạo hot, các bạn vào đây,
Các bạn điền tên các bạn, tên phòng ở đây. Đây là tên phòng nhá. Sau đó các bạn chọn map. Đó. Chọn map xong thì các bạn chờ người ta vào. Sau đó là ấn vào. Đó. Như thế là đã vào thành công rồi. Đây là những map mình việt hóa ở trong đấy, các bạn có thể đào dành riêng cho map bản 128 nhé. Các bạn nhớ trong Discord nó có thư mục 124 riêng, 127 riêng và 128 riêng. Đó. Đó. Đó, như vậy là mình đã hướng dẫn là mọi người đã có thể chơi được thành công rồi. Sau khi mà mọi người đã vào được rồi, mọi người copy cái này cho mình để, tại sao để kích hoạt cái tài khoản của các bạn. Các bạn chơi trong tài khoản đấy nó chỉ được một thời gian thôi, sau là nó sẽ không đấy nữa. Cái trang web của nó là gì mình quên rồi. Mà 16 chấm đi đây. Các bạn vào trang này. Đó, sau đó là các bạn đăng nhập vào đây. Các bạn đăng nhập vào xong nó có phần kích hoạt. Nhưng hiện tại là mình cũng chưa nhận được cái kích hoạt đấy. Các bạn có thể kiểm tra đây, đăng nhập đây, các bạn có thể kiểm tra mail xem là có kích hoạt không. Bây giờ nó đang hiện tại đang bị lỗi kích hoạt, tài khoản của mình chưa kích hoạt được. Nó sau một thời gian mà các bạn không kích hoạt, nó sẽ xóa tài khoản của các bạn, xong các bạn lại phải nhập lại. Đấy, xem thư nó có gửi về không. Nếu mà nó chưa gửi về thì chưa được rồi, chưa nhận được cái mã kích hoạt rồi. Các bạn cứ tạm thời chơi tài khoản free gì đấy. Thì thôi, các bạn lần sau các bạn có đau map thì các bạn cứ vào phần vua ba 128 này, thì nó sẽ dành riêng cho những map 128. Còn đây là dành riêng những map PZ và đây là dành riêng cho những map bình thường mà anh em vẫn chơi như 124, 129, 131 đấy. Ba cái map này, map này là của Korea, map này của Trái. Sai là map này là thường xuyên là anh em Việt Nam hay chơi này. Còn thảo luận thì anh em có thể vào đây. Ngoài ra thì có thể lên trên kênh Game of Life, nhóm Zalo để nói chuyện trên này. Có gì thì anh em thắc mắc có thể vào trong Discord hỏi nhé.